Bến Bạch Đằng là một bến cảng nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố và có góc nhìn nhìn thẳng ra sông Sài Gòn. Trong quá khứ, bến Bạch Đằng cũng từng là một thương cảng sầm uất nhất Sài Gòn. Và ngày nay, cùng với cột cờ Thủ Ngữ, bến Nhà Rồng, cầu Móng, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, súng Thần Côn, bến Bạch Đằng đã tạo nên trục di sản của Sài Gòn, ghi dấu những giá trị lịch sử hình thành và phát triển của thành phố. Dù tọa lạc tại một vị trí đẹp, nhưng trong suốt nhiều năm, bến Bạch Đằng gần như là một bờ sông vắng vẻ bị lãng quên. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, bến Bạch Đằng đã được chỉnh trang với những công trình, dự án phát triển du lịch, trở thành một trong những địa điểm vàng thu hút du lịch ở Sài Gòn. Nếu lúc trước bến Bạch Đằng chỉ phục vụ cho việc neo đậu tàu thuyền, thì ngày nay bến Bạch Đằng được quy hoạch lại thành hai khu vực chính là bến cảng và công viên với diện tích khoảng 23.400 m². Và đường giáp sông dài đến 1.3 km. Xung quanh bến Bạch Đằng là hàng loạt các dịch vụ đường thủy như nhà hàng nổi, du thuyền, xe buýt trên sông, cùng công viên dọc bờ sông, tạo nên một tổ hợp du lịch hiện đại nhưng vẫn rất xanh ngay tại trung tâm Sài Gòn. Cầu Thủ Thiêm hai bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 và thành phố Thủ Đức, đã thông xe từ ngày 28 tháng 4. Về tổng thể, công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định. Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hệ thống chiếu sáng kỹ thuật trên cầu đến nay đã được hoàn thành theo đúng quy định. Riêng về chiếu sáng mỹ thuật, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị nhà đầu tư cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu thêm phương án. Tuy nhiên, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, được xem là điểm nhấn của cầu Thủ Thiêm 2 đến nay vẫn chưa được triển khai. Sau khi triển khai thi công, thành phố nhận định cầu Thủ Thiêm 2 có tính thẩm mỹ cao, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật sẽ trở thành điểm nhấn sông Sài Gòn, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chậm nhất trong năm 2022 phải xong hệ thống chiếu sáng này, ông Bằng nói. Đại diện nhà đầu tư Đại Quang Minh cho biết trong giai đoạn tiếp theo, sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương án chiếu sáng mỹ thuật, nhà đầu tư thực hiện hạng mục này. Theo đó, phương án chiếu sáng mỹ thuật sử dụng các đèn được bố trí trên dây văng.
Tháp cầu và dầm cầu, bóng đèn có thể chuyển màu, mang lại chùm sáng mạnh, nhiều màu sắc với hiệu ứng đặc biệt. Hệ thống vận hành chiếu sáng mỹ thuật trên cầu được kết nối qua Internet. Quá trình theo dõi, điều khiển thực hiện từ xa, cho phép lựa chọn kịch bản chiếu sáng và thay đổi hiệu ứng. Dự án cầu Thủ Thiêm 2 có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, quận 1. Điểm cuối kết nối vào đường Trần Bạch Đằng, tuyến R1, thành phố Thủ Đức, chiều dài gần 1,5 km. Công trình được khởi công từ năm 2015 và đã được thông xe vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Cầu Thủ Thiêm 2 được mong đợi đem lại diện mạo mới cho hai khu trung tâm sầm uất của thành phố. Công trình còn kết nối giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mời các bạn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.